Vâng, xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với video tiếp theo của Lê Trung nha bà con. Như trước đây thì Lê Trung có chia sẻ với bà con mình một vài cái video về cái tác hại của cái việc lạm dụng cái phân ure và cái lăng humic đó bà con. Đó thì hôm nay Lê Trung cũng xin phép quay lại một cái trà lúa mà chuyên sử dụng cái phân ure á, phân đạm mình á, với cái lăng humic xuyên suốt khoảng 5-6 năm nay á bà con. Cái đất của mình nó sẽ bị tác hại như thế nào và cái lúa của mình nó sẽ phát triển như thế nào nha bà con. Rồi bây giờ Lê Trung cũng xin phép kính mời toàn thể quý bà con của mình theo chân Lê Trung đến ngay cái trà lúa mà nó bị cái tình trạng như vậy để cho bà con mình xem, và bà con mình xem để bà con mình rút kinh nghiệm ra để mình sử dụng cái phân cũng như là cái lăng humic cho nó hợp lý để không phải gặp phải cái tình trạng đất như vậy nữa nha bà con. Rồi thì trước mắt bà con ở đây, bà con đang thấy ở đây là cái trà lúa OM18 nha bà con. Đó. Cái trà lúa này thì cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn mà mới xạ xong á bà con. Mới xạ xong thì lúa lên rất là ngon. Lên rất là ngon luôn bà con. Nhưng mà khi mà lúa nó lên được tầm khoảng 10 ngày trở đi là lúa bắt đầu lụng dần lụng dần. Và cho tới hiện tại thì là lúa nó ra như thế này đây bà con. Lúa thì chết dần chết mòn. Cây lúa thì nó phát triển rất là kém. Cái bông lúa thì có cây nó trổ, có cây nó không trổ luôn bà con. Như những cái giạt mé bên đây, giạt trũng bên đây á thì nó còn trổ được 1-2 bông lên que. Còn như ở trong đó những cái bạc chỗ bà con mình thấy nó đậm đậm đen đen trong đó đó, là những cái chỗ đó là lúa nó không phát triển luôn nha bà con, không cho lượng bông luôn. Nó để Lê Trung sẽ đi vào trong kia sâu hơn để Lê Trung chia sẻ cho bà con mình rõ hơn về cái trà lúa này. Đây, cái trà lúa này hiện tại là nó đây này, như bà con mình nhìn rất là kỹ ha, không còn cái gì hết ha bà con ha. Đây là cái trà lúa này theo như Lê Trung biết á, là trước đây sử dụng cái lăng humic cộng với cái phân ure để sử dụng cho liên tục nhiều năm liền, và cho đến hiện tại thì đã bị hư hại khoảng hơn một mẫu đất. Nó như bà con mình thấy trong đó đó, đây đây nè, bây giờ nó trổ lên rồi, nhưng mà cái lúa như thế này nè bà con đó, cái lúa như thế này nè, là cái khu vực này của ông chủ ruộng nó là 2 mẫu mấy, nhưng mà hiện tại thì nó đã hư hết trên một mẫu rồi đó. Những cái chỗ mà Lê Trung đang đứng ở đây á, là còn bông lúa nha bà con, lúa nó vẫn còn trổ nè, như bà con mình nhìn nè, nó trổ ra mà nó như thế này nè. Cái bông lúa nó bị đen, nó không vào gạo, và nó có vào gạo đi chăng nữa thì nó cũng vào gạo rất là kém đó. Bà con mình nhìn thấy ha. Còn ở bên đó là nó cái ở bên ngay đây nè, là cái lúa nó đã chết từ hồi đời nào rồi bà con. Cái lúa nó không phát triển luôn, rồi nó chết dần chết mòn xuống, rồi cái cỏ chát nó lên nó lấn lúa luôn bà con. Thì những cái chỗ mà cỏ chát lên lấn lúa như vậy thì Lê Trung không có quay để cho bà con mình xem, tại vì bà con mình sẽ nghĩ là cái chỗ đó nó cỏ chát quá thì lúa nó hư. Nó để Lê Trung quay những cái chỗ nó còn lúa như thế này nè mà nó phát triển xấu thì bà con mình xem nó sẽ rõ hơn. Đây, như bà con mình thấy ha, nè cái lúa nó như thế này nè, đây đó, nó trổ ra nhưng mà nó không có vào gạo nè bà con mình thấy ha. Đó, cái lúa nó như thế này nè, nó không vào gạo, mà nó có vào gạo thì nó cũng lép lẫn, nó không có được đầy đặn đó. Bà con mình ha, cố gắng ha, bà con mình khi mà sử dụng cái lăng humic á thì bà con mình hạn chế cái phân lại thôi, chứ bà con mình đừng có nên bỏ hẳn đó, vì bỏ hẳn cái phân DAP là nó sẽ không có đủ chất. Bà con mình thấy á, để Lê Trung lội một vòng luôn cái đám ruộng này để cho bà con mình xem cho toàn cảnh luôn đó. Bà con mình thấy cái lá lúa thì chưa gì hết là nó đã cháy hết rồi. Đây, cái giạt bên đây thì bà con mình thấy nó vẫn còn nè, giạt ở đây là nó trũng nè, bà con mình thấy thì nó vẫn còn bông, nhưng mà cái tỷ lệ vào gạo của nó thì Lê Trung thấy nó cũng không có đạt nữa. Đây,
ở cái góc này thì bà con mình sẽ nhìn thấy nó sẽ kỹ hơn cái chỗ mà nó bị hôm rồi cái mình sử dụng cái lon humic nhiều quá là cái nó bị xì phèn, nó làm cái đất cho đó nó bị chết luôn, rồi lúa của mình nó không phát triển được và cỏ chỉ cỏ chát gì nó lên trong cái vùng trong đó nè, ngay chỗ này nè bà con, đây nè ngay chỗ đầu ngón tay của đây chung nè đó. Nó còn những cái nó còn lúa thì còn ở những cái chỗ vòng vòng bờ hoặc là những cái chỗ mà nó trũng đất nó còn chất dinh dưỡng thì nó còn lại thôi đó. Nhưng mà còn có cái tỷ lệ rất là thấp, bông rất là ít luôn đó. Lúa thì nó hư hao hết ráo. Thì cái trà lúa này là của nói chung là Lê Trung cũng không có biết được cái trà lúa này, cái chủ của trà lúa này, nhưng mà Lê Trung có hỏi thăm một cái anh mới đi thăm ruộng á, tại vì Lê Trung thấy cái miếng ruộng nó bị kỳ kỳ thì Lê Trung có hỏi thì anh đã chia sẻ là cái miếng ruộng này sử dụng cái phân ure cộng với cái lân humic quá nhiều vụ mà mình không có bổ sung cái DAP, cái phân lân cho cái lúa, cho nên là cái nó bị cái tình trạng như vậy. Anh chủ ruộng hồi nãy cũng có chia sẻ rất là rõ ràng bà con, hồi lúa mà tầm khoảng 10 ngày á là nó lên cũng rất là ngon. 10 ngày trở về trước á, từ lúc xạ trở đi khoảng 10 ngày á là lúa nó phát triển khá là tốt. Nhưng mà từ 10 ngày mười mấy ngày tới đi là bắt đầu nó lụng dần. Đây, như bà con mà thấy những cái chỗ này lúa nó vào gạo, lúa nó còn là trổ bông, nhưng mà cái tỷ lệ vào gạo của nó bà con mình thấy nè, nó là lép lửng không à, nó không có được no hạt ha nè. Như những chỗ này thì nó đen đúa nè, đen thui đó. Đây là cái gốc trũng luôn nè bà con, gốc này là nó còn lúa nha. Còn ở cái giạc ở trên kia, cái giạc ở trên đó thì nó bị nhẹ hơn, nó vẫn bị nhưng mà nó bị nhẹ hơn cái đám này. Cái đám này theo như Lê Trung đón thì nó tầm khoảng có một mẫu đó, mà nó bị hết, chỉ còn những vòng bờ thôi bà con đó. Bị hết nhưng chỉ còn những vòng bờ thôi đó. Bởi vậy thì Lê Trung cũng có chia sẻ với bà con mình rất là nhiều đối với cái việc mà chúng ta sử dụng cái lân humic để mà thay thế hẳn cái phần DAP là không khả quan nha bà con. Bà con mình sử dụng có thể sử dụng được trong vòng 1 hoặc 2 vụ để bà con mình chống đỡ với cái tình trạng giá phân bón hiện nay nó lên quá cao. Nếu mà bà con mình xài lâu dài như cái chủ ruộng ở đây thì Lê Trung thấy là nó không khả quan. Có một ngày nào đó thì nếu mà bà con mình sử dụng quá lâu quá nhiều thì nó sẽ bị như thế này đó. Thì cái trà lúa mà hôm rồi Lê Trung quay cho bà con á, Lê Trung đã quay một cái trà lúa rồi, Lê Trung quay cho bà con á, bà con xem á, thì bà con mình thấy cái trà lúa nó còn nhẹ phải không? Bà con mình thấy cái trà lúa đó nó nhẹ thôi, nhưng mà hiện tại cái chỗ mà hôm rồi Lê Trung quay cho bà con á, cái chỗ mà nó bị sậm xuống trước á, hiện tại lúa vòng vòng nó chín hết rồi, nhưng mà ngay cái điểm mà cái chỗ hôm rồi Lê Trung quay đó, hiện tại nó vẫn chưa trổ đó. Để Lê Trung sắp xếp Lê Trung sẽ chạy lại cái đám ruộng đó, Lê Trung tiếp tục quay lại một cái video nữa để cho bà con mình xem, để cho bà con mình đối chiếu và bà con mình xem để tham khảo nè. Như những chỗ này bà con mình thấy nè, nó chỉ còn một số bông thôi, chứ không còn nhiều nữa. Bà con mình thấy nè, khi mà mình sử dụng quá nhiều, mình bào hết cái chất dinh dưỡng của đất rồi đó, thì đất nó đâu có còn chất dinh dưỡng đâu nữa mà để nó nuôi cây, nuôi nó cho ra được cái lượng bông tốt. Bông bây giờ thì từ bông này qua bông kia phải chạy thì tốn thêm 5.000 tiền đò đó, nó mới tới đó, bà con thấy ha. Rồi để Lê Trung tiếp tục đi, Lê Trung đi qua cái cạnh bên đây, ngay cái góc bên đây thì nó cũng khá là nặng nè. Hiện tại thì nó bị ngay chỗ cái gốc này là lúa nó chết rồi, nó đè xuống đó, là những cái chỗ nào mà lúa còn lên được, nhưng những cái chỗ xanh đó bà con thấy ha, đó, cỏ nó đè rồi, thì kiểu như là nó bít đất hay sao nó lên lại được nè, giờ nó mới trổ nè. Còn như cái trong sâu trong đó bà con mình thấy là nó chết hết luôn rồi đó. Lúa thì đầu non bông, gốc núi bông hết bà con ha. Nè, để Lê Trung quay lại cái khúc này đó, nó trổ nè, bà con mình thấy lúa nó trổ nè, nó trổ ra nhưng mà nó đơ bông như thế này nè.
bà con mình thấy nó đâu có, nó vào gạo nhưng nó có tỷ lệ nó vào gạo rất là kém, nó vào gạo nhưng mà cái hột lúa của nó không có lúa gạo nhiều, nó có gạo nhưng mà nó có gạo chứ không phải không có gạo nhưng mà nó vào gạo rất là kém luôn. Bông nó đơ đơ không bà con, lá thì cháy hết, chỉ những cái chỗ nào mà nó còn trổ được thì nó vào gạo rất là kém và nó bị cháy lá. Đó, như chỗ này nè, như chỗ này bà con mình thấy ha, đây nó cháy lá hết ráo luôn đó, trong đó thì nó hư luôn, nó không trổ nổi đó. Đây dài lại đây luôn nè bà con thấy nè, cho nên là Lê Trung cũng có rất là khuyên bà con mình rất là nhiều lần rồi, thì hôm nay Lê Trung lại tiếp tục khuyên bà con mình một lần nữa để cho bà con mình tránh phải gặp cái trường hợp như thế này. Bà con mình biết rồi, nếu mà muốn đầu tư một cái mẫu ruộng mà cho cái năng suất tốt, cho cái năng suất mà để chúng ta có cái lợi nhuận thì chúng ta phải bỏ ra rất là nhiều chi phí đó. Để Lê Trung lội chỗ này cho bà con mình coi, cái chỗ này là nó đơ bông, nó cháy hết trơn lá này. Đây nè, lá lũ gì nó cháy ráo trơn thế nè. Khi mà mình để đầu tư một cái miếng ruộng có chi phí có cái năng suất tốt đó, thì mình bỏ ra rất là nhiều chi phí rồi đó. Nhưng mà mình đầu tư nó không có hợp, nó không có trúng đó, thì nó sẽ gây ra cái tác dụng phụ nè bà con mình thấy ha. Những cái chỗ mà những cái chỗ mà nó có cỏ thì Lê Trung không có nói đó ha, Lê Trung không có quay cho bà con mình xem luôn. Đây những cái chỗ này là nó không có cỏ nè đó, nhưng mà bà con mình thấy lúa nè, lúa rất là tệ do cái tình trạng mà chúng ta sử dụng cái phần ure với lại cái lân humic quá nhiều đó bà con. Bởi vì vậy mà khi mà mình đầu tư tiết kiệm, mình tiết kiệm nhưng mà mình phải tiết kiệm hợp lý bà con ha, tiết kiệm nhưng mà phải tiết kiệm hợp lý, chứ bà con mình tiết kiệm mà bà con mình chỉ sử dụng cái phân ure không và cái lân humic không thì một ngày nào đó thì trà lúa của chúng ta nó sẽ như thế này, thì bà con mình biết rồi, mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc trong đây. Nếu mà bà con mình tính đây, bà con mình đầu tư một mẫu ruộng ở cái thời điểm hiện tại, bà con mình nếu mà cho ra được cái dàn lúa nó tốt, nó ngon lành đàng hoàng thì bà con mình rẻ gì bà con mình cũng phải 12-13 triệu tiền phân thuốc nó, rồi cày sới giống má thì bà con mình ra tầm khoảng là cỡ 3 triệu nữa là 15 triệu đi, rồi dầu bơm nước đó, dầu 1 triệu nữa là 16 triệu đó, là bà con mình là đầu tư vô trong đó là khoảng 16 triệu rồi đó. Rồi chưa kể là cái tiền mà bà con mình phải mướn đất nè, đất bà con mà đất nhà thì không sao, bà con mình mướn đất thuê đất là một mẫu. Giờ hiện tại như hồi nãy Lê Trung có đi gặp một cái trường hợp mướn đất thì tới 21-22 triệu đó, rồi 18-19 triệu là rẻ rồi đó. Cho nên là đối với cái công việc mà chúng ta làm ruộng á, ai cũng muốn tiết kiệm chi phí thấp nhất cho mình, nhưng mà mình tiết kiệm cái chi phí phải cho nó hợp lý, mình đầu tư cũng phải hợp lý, nhưng mà mình tiết kiệm cũng phải hợp lý đó. Đồng ý là bà con mình bón cái thằng ure với cái thằng humic nó rất là rẻ luôn đó, nhưng mà bà con mình thấy là cái thời gian lâu dài thì nó sẽ cho ra cái trà lúa như thế này đó. Bà con mình tiết kiệm 5-7 năm trời một vụ, bà con mình cho Lê Trung nói bà con mình tiết dụng một vụ được 5 triệu, một vụ được 5 triệu thì tầm khoảng có 2-3 năm thì bà con mình cho 3 năm thì bà con mình 6 vụ là 30 triệu đó. Nhưng mà khi nó bể nó hư như thế này nè, bà con mình tính luôn tiền đất mướn rồi tiền phân thuốc cắt kéo công cán các kiểu, rồi bà con mình thấy nó cũng què thôi đó. Rồi thì trên cái video này thì Lê Trung cũng xin phép chia sẻ với bà con mình một số cái hình ảnh về cái việc mà chúng ta sử dụng cái phân humic, chúng ta lạm dụng cái phân ure và cái lân humic để chúng ta bón cho lúa trên nhiều năm. Sau khi chúng ta sử dụng nhiều năm thì cái trà lúa của chúng ta nó bị ảnh hưởng như thế nào, cũng như cái tác hại của cái việc mà chúng ta lạm dụng cái ure và cái humic để chúng ta bón cho lúa thì nó sẽ cho ra cái trà lúa như thế nào, và cái nguy cơ của chúng ta phải gấp phải là nó sẽ ra sao, để cho bà con mình tham khảo rồi bà con mình đưa ra cái quyết định tốt nhất, đúng nhất cho cái trà lúa của mình nha bà con. Rồi, Lê Trung cũng xin kính chào bà con và hẹn gặp lại bà con ở video lần sau.